Mới đây trên mạng xã hội đã chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh trộm cắp tại một cửa hàng sửa chữa đồ điện tử. Và chỉ khoảng một phút, người đàn ông lớn tuổi đã thực hiện trót lọt hành vi trộm cắp táo tợn của mình. Và hành vi trộm cắp táo tợn của người đàn ông lớn tuổi đã khiến cho cư dân mạng bày tỏ sự bức xúc, đồng thời lên tiếng cảnh báo mọi người nên cẩn thận trong việc giữ gìn tài sản, tránh để kẻ gian lợi dụng. Đoạn clip cho thấy, đối tượng đi xe đạp đến cửa hàng sửa chữa máy tính. Thấy chủ tiệm ngủ quên trên ghế, người đàn ông lén lút lẻn vào quán trộm đồ. Đáng chú ý, người này ngắm nghía, đắn đo lựa chọn rất lâu, rồi quyết định lấy đi chiếc MacBook để ở trên bàn. Sau khi thực hiện trót lọt, tên trộm tay không cầm chiếc máy tính, lên xe đạp, phóng đi mất.